Gặp Lâm Sầu Mộng và Pho Lương đến đây cũng để trao đổi, ghi hình nhắc nhở những lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy, chư vị Bồ Tát, Thánh Hiền để cho cộng đồng mạng, quý đồng đạo trong ngoài nước xem để truyền khẩu, dìu dắt nhau để vào con đường đạo đức như Đức Thầy đã dạy đó. Thì kính thưa quý vị, chúng ta ai cũng người đồng đạo mà thuần tí, thuần thành với Đức Thầy thì có thể dư biết Đức Thầy chúng ta lâm phàm với năm sắc lệnh quý vị. Vì Ngài mở đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, hôm nay là đã tròn 85 năm rồi. Năm sắc lệnh, thứ nhất là thừa dương sắc lệnh của trời, thứ nhì là khùng dân lệnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Sắc lệnh thứ ba là điên này dương lệnh Minh Dương với lệnh Phật Đường đi xuống giảng dân. Sắc lệnh thứ tư là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Và sứ mạng thứ năm thì bài Diệu Pháp Quang Minh Đức Thầy có dạy rõ ràng: ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Kính thưa quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta và hầu hết tất cả những người dân Việt Nam và người nước ngoài, nếu hiểu được cái từ ngữ đó là giáo pháp bầu nhiệm của Đức Phật, Đức Thầy lâm phàm thì rất duyên sâu với Ngài, tu một kiếp để bước lên con đường giải thoát. Đó là năm sắc lệnh của Ngài, và mình nhờ xem giáo lý của Ngài Thanh Sĩ quý vị, Ngài Thanh Sĩ mới chỉ rõ là Đức Thầy chúng ta lâm phàm với năm sứ mệnh. Sứ mạng thứ nhất là báo tin Ngài tận diệt, là câu giảng thứ nhất trong quyển 1 sấm giảng khuyên người đời tu niệm. Ngài có dạy hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Và có người hỏi Ngài hết đời như thế nào, Đức Thầy đáp lại là hết đời cho những người nhơ bợn, ăn ở không theo đúng chân lý của nhà Phật thì hết đời thôi, chứ không hết đời cho những cái người mà thanh cao tao nhã, có tinh thần từ bi bác ái, biết giúp thế độ đời. Kính thưa quý vị, hiện nay những công trình thế kỷ, đường cao tốc khắp miền và mọi miền đất nước chúng ta, nhiều công trình thế kỷ xây dựng trong bao nhiêu năm nữa mới hoàn thành, mà chúng ta sai lầm mà coi theo giáo lý của Đức Phật mà nói tận đời hết đời thì đây là một sự sai lầm. Nhiều công trình thế kỷ làm, nếu mà thành công hoàn thành lại, nếu mà tận cái đời hết thì không còn ai sống thì những công trình đó ai hưởng thụ. Thành ra từ chỗ đó chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ càng, chúng ta ráng tu hành đúng theo khuôn vàng thước ngọc của Đức Phật, Đức Thầy để chúng ta mới được hưởng cái thanh cao, là những cái khoái lạc đó vì Đức Thầy dạy mà. Thương đời ta cũng ráng thề cho ba tánh liệu bề tu thân tu hành, chẳng được đức ân thì ta không phải sát thân người đời. Kính thưa vị, bao nhiêu cái việc mà khổ công của chúng ta bỏ ra để giúp thế độ đời thì không bao giờ nó hoang phí, vì chúng ta trồng cây nào là hưởng cây nấy. Đức Thầy có dạy trồng bông kiển là giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tâm làm quấy về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Thì Đức Thầy dạy chúng ta đó, đó là sự tu hành của chúng ta đó, ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông ở bảy đời là về cực lạc thảnh thơi mới an dưỡng. Đó là ngày ban thưởng công tu của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy Đức Phật, Đức Thầy đã dạy tận tâm chúng ta, khích lệ tinh thần của chúng ta vậy đó. Rồi Ngài Thanh Sĩ cũng dạy nữa, ngày hội đại hội Long Hoa hay lên cực lạc của chúng ta đó, Ngài Thanh Sĩ cũng có dạy nói chúng ta: mọi khổ lao của kẻ tu trì được đền đáp đúng khi này đấy. Ví dụ như giờ quý vị thấy đó, chúng ta lại dự hội Long Hoa ở vùng bảy núi, năm non bảy núi, thì cái đại hội Long Hoa này nó rực rỡ như thế nào, mà Đức Thầy chúng ta dạy là muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ quân sắc lệnh mới khai kỳ Long Hoa, hay lá úa vàng nó rụng người ôi, muôn năm mới có một thời. Kính thưa quý vị, chúng ta sống đây trong một thế kỷ 100 năm mà nhiều khi chúng ta suy xét lường còn chưa nổi, huống gì là 10.000 năm nó đúng tới 100 thế kỷ lận. Mà tất cả đồng đạo chúng ta nó vào thời kỳ hạ quân mạ pháp này, cái đại hội Long Hoa cũng gần bên cạnh rồi quý vị. Ngày Đức Quỳnh giáo chủ có dạy chúng ta đó, mở hội Long Hoa cũng nhiều tiêu đề đó, tức thầy nhắc cho chúng ta
Long qua hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Trở chân thì kịp Long qua, Long qua có mặt ấy là hiền nhân. Lập rồi cái hội Long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Hay chúng sanh ráng nhớ muối dưa hội này. Hay là tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ hay. Kính thưa vị, đó là ngài hé lộ cái đại hội Long qua. Nhưng mà ngài thanh sĩ đó, khi đức thầy vắng mặt, ngài thanh sĩ đông du qua nước Nhật. Vì thương đồng đạo chúng ta, sợ có một số đồng đạo chúng ta yếu tinh thần, không tin cái đại hội Long qua có thật. Cho nên ngài thanh sĩ tha thiết viết trong quyển lời vàng trong mộng này, nhắc nhở chúng ta là cái đại hội Long qua nó sẽ có. Đừng ngờ vượt qua những lời được nhắc ra như sau: kẻ thông minh hoặc người ngu dốt cũng nên tu lần chót này đây, để xem được hội rồng mây và trong cho biết phép tài của thần tiên. Kẻo bấy lâu nghe truyền lời miệng, mắt chưa trong thật chuyện nhiệm màu, việc chưa tới bảo rằng lâu, tới rồi như xét ngang đầu khó toan. Vậy con nhớ khuyên hàng thiện tính, rằng Phật không lời khỉnh ai đâu, hãy mau cải hối quầy đầu, trễ qua cơ hội dễ đâu kiếm tìm. Việc hiếm có cổ kim khó gặp, gặp được nhờ cùng Phật hữu duyên. Tục làm cho trở nên tiên, chúng sanh về Phật cũng nguyên ở hội này. Rớt hố thẳm được dây bìm sắn, rơi xuống sông dớ đặng khúc phao. Đó là hạnh phúc dường bao, há không tu niệm để bước vào Phật môn, được người mến được hồn siêu rỗi. Giá quý cao gấp bội của tiền, một người đạo quả đắc thiền, lại còn cứu được cửu quyền siêu thăng. Kính thưa vị, đó là lời ngài thanh sĩ nhắc chúng ta, cũng như thánh nhân có nói đó: nhất nhân đắc đạo cửu quyền thăng. Hay đức thầy dạy, ngày nào đắc được lục thông sẽ vớt hồn cha mẹ tổ tông được tới bảy đời lần. Kính thưa vị, đó là những cái lời văn thanh cao màu nhiệm mà đức thầy và ngài thanh sĩ nhắc nhở lại chúng ta. Và muốn bước vào ngưỡng cửa của hội Long qua phải làm như thế nào mới vào được? Vì đức thầy viết Phật tiên vận chuyển lọc lừa, chúng sanh ráng nhớ muối dưa hội này, tức là cũng ráng trì chay giữ giới để giữ được hội Long qua. Ngài thanh sĩ nhắc lại chúng ta như sau: ngài Long qua hội muốn vào không do cửa Phật, mà làm sao nhập trường. Và hội rồng mây muốn được danh dương, là danh dự của mình nêu lên bảng vàng phong thần đúng vậy, ít ra cũng dạng ngũ thường với tam can. Kính tôi vậy đó, ngũ thường là con người phải có nhân nghĩa lễ trí tính, và tam can là quân thần can, phụ tử can, phu thê can, mình với vua, với đất nước của mình, và tình của mình giữa với cha mẹ. Đó là tình, đó là phụ tử và mẫu tử với nhau. Và cái can thứ ba là phu thê can, nghĩa chồng vợ phải cho nó trọn vẹn. Thầy dạy là đạo chồng vợ phải thuận hòa cho đến thác, tấm mẳng tàu khang đó, không có phụ khó tham sang, không có giàu đổi bạn sang đổi vợ, thì người đó sẽ được giữ đại hội Long qua. Và kính thưa quý vị, đức thầy chúng ta cũng là xuống đây với năm sứ mệnh. Ngài thanh sĩ có dạy chúng ta trong cái quyển chú nghĩa là đạo làm người đó. Ngài thanh sĩ là nhờ cái sự hiểu biết rộng rãi, ngài mới nhắc chúng ta là đức thầy chúng ta lâm phàm với năm sứ mệnh. Sứ mệnh thứ nhất là báo tin ngài tận diệt. Quý vị, Hạ Quân nay đã hết đời phong ba biến chuyển đổi dời gia can đó. Nhưng mà ngài nói là hết đời cho những cái người, những người đó là nhơ trượt, những người có lòng dạ không ngay thẳng. Ngài thường nói làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật đó. Cho nên ngài có định chuẩn rồi: cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, hay kẻ tài gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm mới sống đời thượng cổ. Và ngài thanh sĩ cũng có hé lộ vậy đó, trong sau này lợi đó là những cái sự diễn biến ra mà thiên tai địa ách. Đức thầy thường nói nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Thì ngài thanh sĩ mới nói đó: nước tràn mới tẩy sạch cái phường vô đạo, lửa dậy trần thiêu của lũ bất minh. Là những người mà ăn ở nó không theo là lời kệ kinh, nó không theo pháp luật của một cái là thể chế của một cái đất nước. Nó cho nên phải thanh trừa là lọc lừa ra. Và sứ mệnh thứ hai của ngài là đưa các thiện căn đến kỳ đại hội Long qua. Kính thưa quý vị, tất cả thiện căn là tín đồ đồng đạo Phật giáo hòa hảo, mà khi nghe lời
kinh kệ của Đức Thầy, mặc dù là Đức Thầy đã vắng mặt 77 năm. Đức Thầy đản sinh Kỷ Mùi 1919, nếu tính năm nay là Đức Thầy chúng ta là đã 105 tuổi rồi. Mà Ngài đã là mở đạo, cứu thế độ đời được trên dưới 7 năm. Ngài vắng mặt đã 77 năm rồi, nhưng mà Ngài còn để lại quyển thi văn giáo lý toàn bộ, với một cái kho tàng pháp bảo vô giá, không thể mình tính lường được bằng tiền bạc gì được hết. Bởi vì trong đó là lời vàng tiếng ngọc của Ngài, chỉ chúng ta làm theo chân lý của Ngài, chúng ta được đi đến con đường giải thoát, chúng ta sống một cách trường cửu. Trong quyển 5 là Ngài có đề cập là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Là lúc đó là cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Đoạn pháp vừa rồi Đức Thầy chỉ cho chúng ta biết là cái tuổi sống của chúng ta với chư Phật sẽ bằng nhau, và chúng ta sẽ an nhiên không còn lo sanh tử, tử sanh gì nữa hết. Và thế giới tâm linh thì y thực là y phục, thực là thức ăn, chúng ta khỏi lo gì hết. Điều này Ngài Thanh Sĩ cũng có đề cập đó. Muốn cho dân chúng dễ tu hành, lấy niệm Di Đà nhủ đức tin, nhờ đó ngày đêm không rối loạn, sao rồi cũng được quả siêu sanh. Siêu sanh về cõi Phật Di Đà, khỏi phải sắm ăn, khỏi tạo nhà, cũng khỏi bận lòng mai với mặt, mọi điều do Phật quá mà ra. Kính thưa vị, đó là sứ mạng thứ hai Ngài đưa các thiện căn đến kỳ đại hội Long Hoa, là tất cả những đồng đạo nào nghe lời giảng kinh của Ngài là tại gia thành tâm là tu hành đúng theo chánh pháp của Ngài dạy, thì đó là những thiện căn đến kỳ đại hội Long Hoa. Và sứ mạng thứ ba là đánh thức những linh hồn có gieo rắc thiện duyên với Ngài trong nhiều tiền kiếp. Kính thưa quý vị, hạng người này hơi kém hơn hạng người thiện căn một chút xíu, thì nhưng mà cũng dẫn được đến đại hội Long Hoa. Và sứ mạng thứ tư là chấn hưng đạo Phật. Ngài là mở đạo ra với tam độ nhất như, thứ nhất là trị bệnh độ đời, thứ nhì là thuyết pháp độ đời, thứ ba nữa là viết sám giảng lưu lại để độ đời, đó là tam độ nhất như, với tôn chỉ cho chúng ta biết là học Phật tu nhân, tức là cho chúng ta là noi theo gương hạnh bốn cái đại đức từ bi hỷ xả của Đức Phật mà chúng ta đối nhân xử thế ở đời thì chúng ta sẽ thành công viên mãn. Và sứ mạng thứ năm nữa là Ngài phò trợ Thánh Dương, là cái ngày mà đại hội Long Hoa đó quý vị, chúng ta là ráng tu hành, vì Ngài có hé lộ là Minh Hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian trưng, hay đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem Ngọc Đế giữa trời xử phân, Thiên Hoàng mở cửa các lân, Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân Hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Đó là đến lúc xê sang, Tam Hoàng trở lại là đời thượng quân, khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Kính thưa vị, đây là chuyện có một không hai quý vị. Bởi vì Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm, bồng lai điên dại có ngôi Tây Phương Cực Lạc cùng ngồi tòa sen. Và quyển một Ngài cũng có hé lộ, biểu lộ khéo léo cái ngôi vị của Ngài, dạy rồi thiền lại Mỹ Tho, khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì, xưa nay đâu có mấy khi dương trần có Phật dạy thì xuống đây. Và ông Tùng thầy Nho Bắc Cả Đàm thấy Đức Thầy mở đạo mới có mấy tháng mà mấy triệu tín đồ, cái sự hiểu biết của ông Tùng nó cũng còn hạn chế, cho nên ông Tùng mới nắn nót những bài thi để lợi vấn đáp với Đức Thầy chúng ta, mà Đức Thầy chúng ta vẫn đáp lại rất là nhanh chóng với những là ngôi vị của Ngài khéo léo qua những câu vấn đáp, xin được phép đọc ra như sau. Ông thầy Nho của ông Tùng Bắc Cả Đàm cách tổ đình Đức Giáo Chủ khoảng 7-8 km quý vị. Hỏi Đức Thầy chúng ta, càng khôn tạo hóa ở một bầu, kính hỏi thăm thầy dạy ở đâu? Sắc ở Tà Lơn hay núi Cấm, cán còn khâu mất cất ở đâu? Kính tôi vậy ra những lời nó cũng cao sâu. Ông thầy Nho hỏi Đức Thầy như thế đó, nhưng Đức Thầy chúng ta đáp lại liền: vẫn biết càng khôn cũng ở một bầu, Tây Phương yêu chúng chẳng ngồi lâu. Sắc của A Di Đà Phật Tổ, bốn chữ xuống trần chứ ở đâu, là bốn chữ Bủ Sơn Kỳ Hương đó quý vị. Mà bốn chữ đó nó quý như thế nào mà Đức Thầy dạy chúng ta trong những thi văn đó,
Muốn xem bốn chữ Long Châu phải bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Kính thưa quý vị, bốn chữ đó là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Trong tỉnh An Giang Châu Đốc có tông phái của Phật Thầy Tây An mở đạo, là ký hiệu là Bửu Sơn Kỳ Hương. Nếu nói thẳng ra, chữ Bửu là quý báu, chữ Sơn là núi, chữ Kỳ là kỳ thú khác thường, chữ Hương là mùi thơm. Tức là ý núi báo có mùi thơm lạ. Nếu giải nghĩa cho rõ nữa, chữ Bửu là hiệu Phật Dân, Sơn chữ Sương Phật Thầy, chữ Kỳ là hiệu Bổn Sư, chữ Hương Phật Trầm, bốn chữ là phải mang. Thì kính thưa quý vị, đó là núi báo có mùi thơm lạ. Chức thao này, cái tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, từ Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trầm, Bổn Sư, Sư Giải Văn Khoai, Đức Quỳnh Giáo Chủ và Ngài Thanh Sĩ trong tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Thậm chí như ông ba Nguyễn Văn Thới ở xã Kiến An, huyện Như Mới, tỉnh An Giang, thì cũng ngang của thị trấn Phú Mỹ, chợ Hòa Hảo. Thì trong tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương này, vị nào cũng đều có bày tỏ rằng là tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An rất quý báu, sau này nó sẽ bơ bay mùi thơm cả Tây Đông lận, Bắc Nam nhân vật lạc hồng thảnh thơi lận. Tức là cái ngày đó mà cái đại hội Long Hoa khi mà nó mở tại núi Cấm, nó rực rỡ rồi đó, với những cái thành vàng điện ngọc rồi đó, thì Đức Thầy có hé lộ mà chín tầng mây nhạc trỗi tiêu thiều lận, đó là nghe nhạc thiều đó. Thì kính tôi vị, trường hợp mà xem đại hội Long Hoa từ ở Thiên Cẩm Sơn và đi đến Phụng Hoàng Sơn là núi Tô, là núi Phụng, núi Cấm là núi Rầm, Ngài Thanh Sĩ cũng có hướng dẫn chúng ta ráng tu để sau này được xem diễn biến cảnh này, diễn kiến cảnh này, và cái danh dự người tu sau này nó ra sao qua những lời xin được phép đọc ra trong sấm cơ của Ngài Thanh Sĩ như sau: Bá gia phải ráng nhớ đây, tại nhà tưởng Phật, nhớ thầy thêm lên là nhớ Đức Thầy đó quý vị. Chừng ni sấm nổ gian rền, được còn nhớ tuổi nhớ tên mới màu. Ráng tu mới thấy việc quyền sâu, tướng binh mặc bộ sòng nâu nhịp nhàng. Lúc đó mới thẳng đường tới Phụng Hoàng sang, Long triều hổ bái sắp hàng quay nghiêm. Hồng quang sơn đỉnh ứng điềm, hương bay ngào ngạt cổ kim, chưa từng déo giòn trên ở nửa lần. Hát ca đờn địch chúc mừng Thánh Dương, hội này mới thấy rõ kỳ hương. Kính thưa vị, đoạn pháp vừa qua rồi là Ngài Thanh Sĩ viết dạy chúng ta với đại ý, chúng ta ráng nhớ lời Đức Thầy chỉ dạy, tu niệm cho chân chánh, thì chừng ngày đại hội Long Hoa có ba tiếng sấm để lộ thành vàng điện ngọc, không bị mất hồn và còn nhớ tuổi nhớ tên, lợi diện kiến thành vàng điện ngọc để chuẩn bị dự đại hội Long Hoa, thì Phật Tiên Thánh mới sắp cho những người có công đức mới thẳng đường đi tới Phụng Hoàng sang núi Tô, mà hai bên là rồng chầu hổ phục, mới có chữ là Long triều hổ bái sắp hàng quay nghiêm đó quý vị. Hồng quang sơn đảnh ứng điềm, cũng như Đức Thầy nói chín tầng mây nhạc trỗi tiêu thiều đó, thì cái danh dự của người tu sau này nó sẽ là nó quý báu đến vậy nữa. Và sắp sửa đi vào những đại hội Long Hoa đó, Đức Thầy cũng có hé lộ là hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mạng ở nghênh ngang đón đường, nó bắt xé tan sát hồn, hay cảnh núi non nhiều thú dị kỳ, nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa, và kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú để đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa, sau này là tu niệm hiền lành để bòn mót công đức, sau này đục mưa và được dự đại hội. Và những người không tu đó, quý vị thấy đi, Đức Thầy còn có nói thêm mà, những người ăn ở ngược xuôi, gặp nơi rắn rít chẳng vui đâu, là rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Và cái cảnh mà người không tu đó, thì là ông ba Nguyễn Văn Thới cũng có nói đó: thú thì con xé, con lôi, con giành, con giật, ăn thôi khôn cùng. Thì kính thưa quý vị, điều này Ngài Thanh Sĩ cũng có diễn tả là bao nhiêu cảnh thú dữ trong cái tác phẩm của Ngài, nhưng mà Ngài rút lợi cho chúng ta qua một bài pháp mà nếu chúng ta ráng tu đó, nửa thú dữ chẳng những nó không ăn chúng ta, mà nó còn đưa người tu đi về để dự hội Long Hoa bằng đủ phương tiện, như từ cái chim bằng, chim đại bàng khổng lồ, hay là thú dữ từ cọp beo kỳ lân sư tử, qua những đoạn pháp như sau. Ngài Thanh Sĩ có viết trong quyển Vạn Niên Huynh Đệ đó, là chúng ta là khuyến khích nhắc nhở chúng ta đó, Phật luôn nhắc nhở chúng sanh luôn cải giữ về lành cho sớm, để sau đây những nạn tai ghê gớm
sẽ nổi ra khắp chốn cùng nơi sự thảm thê không kể hết lời, chừng đó những nẻo đời người thấy. Có nhiều loại thú cầm kỳ quái, sức hung hăng không loại nào bì. Đúng thời kỳ chúng nó sẽ ra đi để ăn xé kẻ bất tri nhân nghĩa. Nhưng mà ai gặp nó cũng bay hồn vía, nhưng nó không hại kẻ lương hiền. Kính thưa vị, đây là những thú dữ mà mặt mày ginh núc, nanh gút, răng có như hình hài nó hung bạo như thế nào. Mà Đức Phật Chư Bồ Tát viết kinh là chúng ta gặp nó là bay hồn vía rồi. Thì quý vị thấy bây giờ nếu chúng ta không tu mà đến chừng cảnh đó mà chúng ta sẽ gặp thì chúng ta đáo đầu chẳng đặng toàn thay. Nó cho nên quý vị thấy mình mà nếu Đức Thầy nhắc nó bá gia mau kiếp lo âu, để sao đối đầu chẳng đặng toàn thay đó quý vị. Cho nên là ai gặp nó cũng bay hồn vía, nhưng nó không hại kẻ lương hiền. Ấy là do lệnh của Hoàng Thiên. Kính thưa vị, chữ Hoàng là vua, chữ Thiên là trời. Đây là những thú thần, nó có thần thông, nó mới biết nghe lệnh của Phật thần và trời đất. Chỉ trị kẻ không kiêng trời đất, là kẻ không kể trời kể Phật, không tin nhân quả đó quý vị. Đó là chỉ trị kẻ không kiêng trời đất, cho hùm tha xấu bắt là vừa. Người lương hiền tu niệm sớm trưa, chúng thú sẽ lưng đưa cho cởi. Đó là kẻ tu tròn đạo ngỡi, qua biển sông vượt lỗi lối núi rừng. Nói đến đây đạo sĩ liền ngưng và cất giọng ngâm lên lời kệ. Kẻ ngồi trên sư tử, người lại ngự chim bằng, thiếu chi ông cởi cọp, nhiều vị ngồi trên lăng. Ai nấy đều nghiêm chỉnh để đến dự hội phong thần. Kính tôi vị, đây là những lời văn của chư vị Bồ Tát viết trong kinh. Thì để tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy nó giống y như thế đó. Bởi vì người tu là phải được cái hồng ân của chư Phật Tam Bảo để ban thưởng, mới thoát qua những nạn eo nạn ách. Cho nên điều này kính tôi vị Đức Thầy có dạy chúng ta trong quyển nhì: phải xả thân tầm bát nhã thoàn thì mới khỏi hùm tha xấu bắt. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Kính tôi vị, đó là chiến tranh khói lửa đó phải có cái lằn tên mũi đạn, nó rất là nguy hiểm chứ không phải như khói lửa bình thường. Cho nên chúng ta ráng tu để được Đức Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Vì cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thì bát nhã thoàn là trí huệ rộng lớn, bát nhã ba la mật đa, chúng ta mới vượt qua cảnh khổ. Đức Thầy thường dạy. Cho nên Ngài Thanh Sĩ viết trong quyển Đến Liên Hoa cũng có đoạn mà Ngài Thanh Sĩ dạy chúng ta là thiền bát nhã như thế nào. Xin được trích một đoạn pháp như sau: thiền bát nhã vượt tù ức kiếp, gươm kim cang diệt nghiệp vô biên. Gươm kim cang bát nhã thiền, từ trong cái chí tu hiền mà ra. Tâm động tịnh phải là tự thấy, hạnh chánh tà càng cần phải tự minh. Tự minh tự thấy nơi mình mới là rõ đạo mình hành đúng không. Tu tự thấy thì thông đạo chóng, tu tự minh là chứng quả ngay mau. Những người cửa Phật sớm vào, nhờ nhiều tự thấy và vào tự minh. Xưa Phật cũng tự tin như vậy, Phật tự tin tự thấy nơi lòng mới là tự đục làm trong. Từ sanh chúng đổi ra dòng Như Lai. Cho nên tu cách ấy không sai chân lý, ấy cách tu tự trị lấy mình. Khi mình tự thấy tự minh thì mình mới sửa được mình chỗ sai. Cho nên niệm Phật sẽ thấy ngay Đức Phật, là niệm không còn chút tình đời. Điều này nên nhớ, ai ơi, Phật linh hay chẳng tại nơi lòng mình, nay như thể muôn nghìn năm trước. Phật từ người, người Phật không xa, nếu người tâm Phật phát ra, tất nhiên Phật sẽ từ ta có liền. Chúng sanh muốn gặp Liên Hoa hội, phải nhất tâm phát khởi Phật đà. Người ta siêu tánh người ta, tức trong tứ thánh hoặc là trên hơn. Đó, kính thưa vị, đó là một đoạn pháp mà Đức Thầy dạy chúng ta, và Ngài Thanh Sĩ cũng chuẩn xác cho chúng ta đi theo khuôn vàng thước ngọc, thì chúng ta mới được cái hạnh phúc vô biên vô tận như những đoạn pháp vừa nhắc qua vừa rồi. Và kính thưa quý vị, cho nên tại sao ta phải tu? Đức Thầy viết chúng dạy chúng ta trong quyển tư: nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Kính thưa quý vị, chúng ta là đồng đạo, Đức Thầy viết văn pháp là
ta ra sức với câu quyền bí, chúng dân ơi ráng tiếng ráng tầm. Nhưng mà ngài thanh sĩ nhờ tỏ ngộ, cho nên ngài mới nhắc nhở chúng ta là có ba nguyên nhân. Thứ nhất là chân lý bất diệt quý vị, tức là bao nhiêu lời giảng pháp màu nhiệm của Đức Phật, Đức Thầy đó là không bao giờ là bị mất mát. Cái thứ nhì nữa là nhân quả sâu nhiệm, tức là Đức Thầy dạy chúng ta lực nhân quả thật là cao diễn suốt cô ghiên chẳng lọt một ai, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Và ngài thanh sĩ cũng có dạy chúng ta đó, lực nhân quả không bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni, trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác sẽ lên cây bạo ác. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tâm làm quấy về thiên đàng, tâm ấy tạo ra chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Nhưng tu giới tỉnh biết làm thì chẳng khó, lặng tâm chúng ta mới tỏ ngộ đạo màu. Thì kính thưa quý vị, cũng như thành phố Hồ Chí Minh, quý vị xem cái bản đồ nó như dây tơ hồng, còn thành phố Long Xuyên, Cần Thơ đó, những thành phố khác trên đất nước chúng ta thì nó đơn giản hơn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Nhưng chúng ta xem trong bản đồ, chúng ta là biết định vị thì chúng ta không có bối rối, hiểu tên quận, tên đường, tên phường và số nhà thì chúng ta sẽ ghé đúng. Điều này ngài thanh sĩ cũng có dạy chúng ta đó, không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rành đường mới thung dung, không biết mới vấp ngã lung tung, biết rõ mới không đụng chạm, bởi không biết mới gây khổ thảm. Nhờ biết nên chẳng bám nợ đời, khác nhau một vực một trời, kẻ đang thức và người đang ngủ đó. Thì kính thưa vậy, cho nên đó là chúng ta ráng học hỏi để chúng ta mở mang cái kiến thức, chúng ta mới hiểu được cái nhân quả định lực của tạo hóa mà chúng ta tu hành đúng theo chánh pháp của Đức Phật, Đức Thầy, chư vị thánh hiền chỉ dạy chúng ta không sai lầm lầm lạc, thì chúng ta thành công viên mãn, chúng ta không hối hận dở dang về sự tu của chúng ta đó. Bởi vì ngài thanh sĩ cũng thường nhắc hoài, chớ nên trì quẩn, mau lo tu kẻo phận dở dang, một phen này đạo hạnh diễn tòa vẹn toàn, sao muôn kiếp khỏi nàng dương thế. Thì chúng ta là tu hành một đời giác muôn thân thoát khổ quý vị, nhất kiếp mê dạng thở đau sầu, mê không riêng đọa mình đâu mà còn lây tội người bâu quanh mình. Kính tôi vậy, điều này Đức Thầy có dạy đó quý vị, nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo đó. Ví dụ như người không tu rồi thì không có tín hiệu của Đức Phật, thì khi đau ốm bệnh hoạn dù niệm bao nhiêu vậy thì cũng như là cái điện thoại đối với tổng đài nó ở ngoài vùng phủ sóng rồi, không còn tài khoản với tổng đài thì ở đâu giờ cũng như vẫn như ngoài vùng phủ sóng. Còn người tu mà không biết tạo công đức, khi lâm cái cảnh khổ hạnh mà nguyện với Đức Phật chư thần thì nó cũng như cái điện thoại hết tài khoản, ở ngoài vùng phủ sóng là bó tay, không có làm ăn gì được hết. Thì cái người không tu đó gặp tai nạn là kêu á, Phật cũng không cứu được, mà thần cũng đứng ngó nhìn mà thôi. Cho nên là cái thứ ba, là cái nguyên nhân thứ ba là thời kỳ độc nhất quý vị. Đức Thầy viết văn rồi, kể từ rài cười một khóc mười, kẻo chúng nó dễ ngươi Phật Thánh. Hay là ngài dạy là có chi mà gọi rằng vui, khắp trong bá tánh đều gặp hồi gian lao, từ đây hay ốm hay đau phải ráng tu mới đem được Phật vào trong tâm. Kính thưa quý vị, nếu người nào mà có duyên sâu với Đức Phật, Đức Thầy, nghe lời ngài dạy mà tu hành phát được bốn cái đại đức từ bi, đức hỷ, đức xả là đã được đem Phật vào trong tâm rồi đó quý vị, thì những người này nó vô cùng hạnh phúc. Đức Thầy dạy rõ ràng, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con sẽ thảo hiền, và tu cầu Phật hóa tánh tình, lưới mê chẳng buộc, nhẹ mình tiêu dao, và sau này kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà lận quý vị. Bởi vì quý vị thấy là Đức Thầy dạy chúng ta dư biết Đức Phật Tổ A Di Đà, ngài giáo chủ với cõi cực lạc, tức là cái vũ trụ vô biên vô tận này, vạn hữu này, ngài là giáo chủ với cõi cực lạc. Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, ngài là giáo chủ cõi Ta Bà này, chỉ cái quả đất, cái địa cầu chúng ta ở là năm châu bốn bể này đó. Thì chúng ta nên hiểu biết, mà một khi chúng ta vào tu mà được Đức Phật thương rồi, cũng như Đức Thầy hứa với ta đó, ngày nay thế cuộc đổi xoay, ráng lo tu niệm đặng Thầy cứu cho, đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật Bà cứu vớt dùm cho, hay đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt dùm cho. Thì kính tôi vậy, chúng ta mà được
một vị Phật mà đã thương mến yêu chúng ta rồi thì cái buổi hạ quân mạt pháp này không thể đem tiền tỷ vàng ký mà sánh mà so được quý vị. Bởi vì chúng ta đã làm theo khuôn vàng thước ngọc đúng như lời các ngài đã phát nguyện. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng biết thiết tha lo liệu. Đó quý vị thấy cái chỗ đó rồi, yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến như ai biết kiếm đạo màu. Nhưng mà trái lại ngài buồn những người nào quý vị? Ngài rất buồn bá tánh biết bao, bá tánh là trăm họ đó, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài. Ngài đem dạy mà không nghe, ngài báo tin nhiều năm tháng rồi, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê. Nam bang cảnh khổ kề bên tai, hay là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt để lập đời trở lại. Tức là tận diệt tất cả những người hung hăng, những người sống không theo cái chân lý của nhà Phật, không theo một cái nội quy cơ bản pháp lực của một đất nước đó. Cho nên hiện nay chúng ta phải dư hiểu, sống theo hiến pháp và làm việc theo pháp lực. Kính thưa quý vị, đó là chúng ta đi đúng khuôn vàng thước ngọc. Cho nên là tại sao ta phải tu? Có ba nguyên nhân đó. Chân lý bất diệt là lời mầu nhiệm của Phật Pháp mà Đức Thầy thường dạy đó. Đạo Phật diệu diệu thâm thâm, dù cho tận thế ngàn năm vẫn còn. Phật dạy rằng những lời Phật giáo từ xưa lâu chí đáo ngày nay luôn luôn là chân lý tuyệt trần ai, không có thể bẻ bay gì được hết. Kính thưa quý vị, cho nên cái chân lý bất diệt là mầu nhiệm của Phật Pháp là không bao giờ mất. Tuy là Phật Pháp nhiệm màu chỉ dành cho kẻ thật cầu mà thôi. Kính thưa quý vị, cho nên tại sao có những thiên tai, địa ách, chiến tranh, dịch bệnh, tai nạn, thù quán, quán khí với nhau qua nhiều cái phương diện lãnh vực, nhân tai, thiên tai với nhau, dù người đủ sức đủ tài không thể trốn khỏi ngày chết đến, thế mà cõi tục tầng quá mến tạo tác thêm nhiều việc bất lành. Rồi từ chỗ đó đó gieo nhiều cái giống sanh tử mà sau này bứng nhổ lên không nổi vậy. Nó cho nên là tại sao mà có những thiên tai, địa ách, chiến tranh, dịch bệnh. Đây là một cái định lực của tạo hóa. Vì trước hết chúng ta được Đức Thầy chỉ dạy những lời văn như sau: Tâu hoa thượng đế ngọc hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều, chúng sanh ngang ngược làm liều, ngọc hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Kính thưa vị, do nơi đó mà ngài Thanh Sĩ cũng thường nhắc cho chúng ta đó. Phật bảo rằng sắp gần tới chỗ Đức Ngọc Hoàng sẽ vũ sổ loài người, nếu không làm hiền đức tốt tươi, hồn xác tiêu thôi hết kể. Hay là Phật bảo rằng tóm ngăn câu chuyện, quả đất này sắp biến đổi dời, qua những cơn nước lửa đầy trời, người sống sót là người hiền đức. Và do một cuộc tẩy trần của Đức Ngọc Đế mà Đức Thầy chúng ta là báo tin ngài tận diệt đó. Đời tận thế mà còn lần lửa chẳng chiêu mau, cậy giữ về lành tận thế gian còn bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Điều này ngài Thanh Sĩ cũng có nhắc chúng ta trong ánh sáng từ bi những câu như sau: Biến thiên diệt ấy không xa, nhưng buồn cõi thế ít nhà lo tu. Hay dù không có cuộc biến thiên cũng tu cho giải nghiệp duyên của đời, huống chi đến lúc tận đời sự tu càng phải trao dồi nhiều hơn. Nó kính thưa vậy, đó là do bao nhiêu cái sự việc mà cái lòng người ở thế gian này càng ngày cái quả đất này á, nó thấy rác thải, rồi bao nhiêu cái sự ăn sang mặc đẹp mà những cái lò nguyên tử hạt nhân chế những vũ khí tối tân, rồi á, là nấu đúc những kim loại để sản xuất ra phương tiện xe cộ, tàu bè, máy móc, phi cơ vân vân, thì đem những chất độc lên tầng khí quyển, tầng ozone đã bị thủng bao nhiêu năm qua, các nhà khoa học có báo tin rồi. Cho nên từ chỗ đó đó, càng ăn sang mặc đẹp chừng nào, càng đào hố tội sâu chừng nấy, những mặt đẹp ăn ngon sướng thú cũng chôn theo cốt rũ xương tàn, không thứ nào bền với thời gian. Mà chúng sanh đó là mê mang là tạo lấy hoài, thì có ngày chúng ta sẽ trả nhân nào quả nấy. Vì cái sự đó là tạo tác ăn sang mặc đẹp là phải bị trả quả. Cho nên hiện nay quý vị thấy đó, sở dĩ mà rớt phi cơ, tàu chìm, bão lũ, động đất, lũ quét, lỡ núi non, và bao nhiêu tai nạn giao thông, rồi từ căn bệnh trong người, suy tim, rồi nhũng não,
bao nhiêu chứng bệnh ung thư, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, ung thư tủy xương. Toàn là bệnh hiểm nghèo mà Đức Thầy đã có báo tin trước rồi. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Và Ngài Thanh Sĩ cũng tiên đoán chúng ta đó, có nhiều chứng bệnh phát sanh, lương y đành phải ngồi khoanh mà nhìn. Cho nên cái đạo Phật dịu dịu thâm thâm đó, không bao giờ làm cho tiêu được hết. Kính tổ vị, do nơi những thiên tai địa ách đây là định lực của tạo hóa mà Đức Ngọc Đế phải xử, vì ông Thanh Sĩ có báo tin chúng ta trong quyển Đường Giải Thoát qua một đoạn pháp như sau: xưa kia quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng, thảo ngọc bằng châu, người nào cũng được sống lâu, không ai đau khổ thảm sầu điều chi, người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh, nhỏ lần cho đến hiện tình. Lòng người quá xấu mà địa hình phải quá dơ. Kính tôi về hiện nay là con người từ chỗ muốn ăn sang mặc đẹp, đem mưu kế xảo với nhau, rồi đủ thứ cái mưu mô tính toán hết trơn. Cái lòng địa hình quá xấu là rác thải nó nằm ở trên, nó là xã hội này. Mặc dù có xe rác, kẻ đóng phí, người không đóng phí, cho nên quý vị thấy đi, hồ ao sông rạch nào, hầm hố nào ở bên cạnh chúng ta sống trên mặt đất, mà chỗ nào mà hoang phế rồi đó, thì rác thải nó từ giày dép, cao su, vỏ sách, vật dụng bằng ni lông tơ sợi, nó là ngổn ngang. Hơn nữa cơm hộp, chai nhựa và là ly lon là bằng là ni lông, để ăn uống xử lý cho nhanh rồi không cần rửa. Do nơi đó mà có một số người không ý thức, làm cho cái môi trường nó quá xấu, rồi những cái chất rác thải không được có nơi, không được thiêu hủy xử lý, đưa xuống lòng sông, rồi nhiều khi nó gây ra những virus vi trùng, người ta nhiễm độc. Cái điều này nếu xin lỗi mà nói, đóng phí rác một hộ một tháng có 15.000, một ngày có 500 đồng mà thôi, mà vô tình không đóng mà để lén liện xuống dòng sông, rồi đem bao nhiêu vi khuẩn virus hòa lẫn ở trong dòng nước, tia tử ngoại mặt trời diệt không hết, làm cho người khác nhiễm độc, người ta chết đi, người ta bỏ mạng, hay người ta bệnh hoạn, người ta tới bệnh viện, người ta tốn mấy chục triệu để xử lý cái đó, thì nghĩ rằng là 15.000 một tháng đóng phí rác mà không đóng. Mà những người nào đem làm như thế đó thì nên suy nghĩ kỹ lại, để chúng ta có được hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta tránh cái vô tình mà tạo nên tội lỗi. Vì Kinh Phật có nói đó, trong đời nhiều lúc vô tình gây ra tội lỗi mà mình không hay, lỗi mà thú nhận ra ngay, muôn người chỉ có một hai là cùng. Nó cho nên là cái vô tình với nhau, cũng như bây giờ tại sao người ta bị nghèo. Người ta có 100 ngàn, người ta muốn được 8 triệu, người ta muốn đổi đời. Người ta có 1 triệu, người ta muốn được 8 triệu. Hay người ta có 10 ngàn, người ta muốn được 2 tỷ. Thì đó là phải trong cái hảo quyền không quý vị. Mà Đức Thầy chúng ta thường dạy đó, dương trần phải bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sau coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần đó. Thì tất cả những gì chúng ta phải nhớ lời Phật dạy: gian ác là quỷ là ma, chân chánh là tiên là Phật. Cho nên Ngài dạy chúng ta trong cái quyển nhất là Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm đó: Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật mà lòng thì tà gian. Đó, thì chúng ta có sự tham gian như thế nào mà chúng ta không hiểu, chúng ta dấn thân vào đường tội lỗi, đến khi quả đến chúng ta trở tay không kịp. Mà Đức Thầy thường dạy đó, việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh đó quý vị. Hay là chừng thọ nạn mới tin trời có mắt, bình thường xem mặt đất không ai, lúc nào cũng cứ ra oai, hạng người như thế đời nay rất nhiều. Đó, kính thưa quý vị, cho nên là Đức Thầy cũng thường dạy đó: thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công, thế gian chuyện có nói không, đến hội mây rồng thì thân chẳng toàn thay. Kính tự vị, cho nên đó, chúng ta vào đạo Phật tu hiền, chúng ta sẽ được vô cùng hạnh phúc. Quý vị thấy hàng năm đó, ở cái đất nước nào cũng vậy trơn, lễ hội của Phật thần tổ chức rất là hoành tráng, trên bờ đi hàng triệu triệu phương tiện, dưới sông hàng ngàn phương tiện đường thủy, đường bộ. Mà không bao giờ nghe người đi dự lễ đạo Phật thần mà có một tai nạn nhỏ to nào hết. Và thậm chí đến ăn uống dọn hàng triệu người ăn mà cũng không bao giờ có ngộ độc thực phẩm quý vị. Mà công nhân và học sinh lâu lâu nghe nói có ngộ độc thực phẩm, là quý vị thấy đó là
sự đó là sự phàm đời. Còn ở đây là việc Phật thần, sự mầu nhiệm của Đức Phật độ chúng sanh đi lễ hội các ngài. Không bao giờ có những tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, và thậm chí là không bao giờ có bạo lực quý vị. Không bao giờ có những sự lân chén lấy nhau và bạo lực đánh đập với nhau để gây ra khổ sở đó. Nhưng mà những người nào mà đi mà còn là tinh thần muốn xe xua, đeo nữ trang vàng ngọc hột xoàn thì sẽ bị nó giật dọc, thì lúc đó hối hận không kịp. Mà thỉnh thoảng cũng có rất nhiều người. Thì kính thưa quý vị, hôm nay thì những lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy, chư vị Bồ Tát mình cũng xin được mạo muội nhắc ra để cũng cầu chúc cho tất cả quý vị xem rồi thì truyền với nhau để giúp đỡ với nhau, như Đức Thầy thường dạy tóm tắt theo nhau con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Và hãy chỉ bảo cho nhau khi thất thố, hãy thứ tha nhau lúc lỗi lầm. Và những lời truyền về là giảng kinh Đức Thầy cũng có nói công đức như thế nào, ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này. Ai lòng nhân hoặc chép hay in truyền bá được nhiều phước đức. Cho nên ngài cũng khuyên trai gái trao thân nhìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, hay chớ chia rẽ đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận mới chọn đường quy nguyên. Và điều này truyền đạo độ một người quay đầu hướng thiện, công đức kia sông biển khó bì. Cho nên ngài Thanh Sĩ cũng thường dạy chúng ta đó, kinh kệ cần lo tiếp tục truyền để tỉnh hồn ba tánh giấc sầu miên, bỏ đi lối sống theo ma quỷ mới tìm đến đường sanh cõi Phật tiên. Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh, đức cao tước lộc khó so duyên, hỡi ai nối chí theo thầy tổ, kinh kệ cần lo tiếp tục truyền. Cho nên mái đạo ti xa xôi, quay đầu lại thấy rồi, thấy ra mau hay chậm là do sức tỉnh hồi. Kính thưa quý vị, trước khi dứt lời, thành tâm cũng cầu chúc cho quý vị đồng đạo trong ngoài nước được mười phương chư Phật hồng ân tham bảo, quay lên Đức Thầy hộ độ cho gia đạo, quý anh em đồng đạo mình được hạnh phúc trên thận với hòa, kinh tế ổn định, tu hành được thành công viên mãn, trước đáp ơn cửu quyền thất tổ và sau đền đáp được tứ đại trọng ân. Xin hết, Nam Mô A Di Đà Phật.